quý khách đến với lại gian hàng của Mũ Chải ạ. Ở đây Mũ Chải có rất nhiều đặc sản. Chị có thể nhìn thấy ở đây là rượu men lá La Bàn Sẩn. Rượu thóc La Bàn Sẩn. Rượu này thì được người dân nấu từ thóc. Thế và bằng cái men lá do người dân tự chế biến. Cái hương vị rất là ngon, nồng độ vừa phải. Thế và đem lại những cái cảm giác rất là thăng hoa cho người sử dụng. Và cái này mình đã có thương hiệu rồi đúng không? Vâng, cái này có thương hiệu rồi chị ạ. Cảm ơn anh. Cái thứ hai giới thiệu với chị mật ong nậm khắt. Ong. Đây là một cái đặc sản thế mạnh của Mũ Chải. Đây là một sản phẩm đặc trưng và là thế mạnh của Mũ Chải, tại vì mặc dù là trên địa bàn huyện Mũ Chải thì rất nhiều nơi có mật ong. Thế nhưng mà mật ong ở Nậm Khắt là mật ong ngon nhất, đẹp nhất, có màu sắc đẹp nhất và có cái hàm lượng dinh dưỡng tốt nhất. Và tại vì là trong Nậm Khắt thì có khí hậu rất là ôn hòa, có cái rất là nhiều các cái loài hoa. Thế cho nên là cái mật ong thì sẽ có rất nhiều cái công dụng. Xin mời chị đến với lại chè Phú Cang. Chè Phú Cang của Nậm Khắt. Đây là loại chè san tuyết được trồng tại Phú Cang, xã Phú Cang, bản Phú Cang của xã Nậm Khắt. Cái loại chè này thì được trồng trên cái độ cao là trên 1.300 m, và có cái hương vị rất là đặc trưng của chè vùng cao. Nó vị đậm và rất là ngọt miệng sau khi uống. Màu sắc nước rất là đẹp. Đây là nếp cẩm, một loại lương thực đặc biệt của huyện Mũ Cao, Mũ Chải. Nếp cẩm của Mũ Chải khác với nếp cẩm những nơi khác là màu sắc hạt rất đậm, thế và chất lượng rất là dẻo thơm. Nếp cẩm thì có thể là chế biến được rất nhiều sản phẩm, ví dụ như là chế biến thành rượu này, thành rượu cái này, thế rồi là thành các cái sản phẩm sữa chua nếp cẩm, vừa là phục vụ cho sắc đẹp, vừa là phục vụ cho sức khỏe này. Đây là một cái loại đặc sản mới của Mũ Chải. Có thể là du khách sẽ nhầm là nếp tan, nhưng đây là tên là nếp tam. Vâng, đây là đặc sản mới của huyện Mũ Chải. Trước kia thì chúng ta thường nghe đến là nếp Tú Lệ. Thế mà thực sự thì là hầu hết cái lượng sản phẩm của gạo nếp thì là ở được trồng và được chăm sóc là ở trên đất của Mũ Chải, đặc biệt là ở xã Cao Phạm. Đây là một trong những cái sản phẩm rất là đặc trưng và rất là ngon của xã Cao Phạm. Này là bao nhiêu tiền túi này? Dạ, cái này là 50.000 trên 1 kg ạ. Túi này là 5 kg, là 250 ạ. Dạ vâng. Rất là khác với lại gạo Tú Lệ đúng không? Nó sẽ như thế này ạ. Khác biệt luôn, rất là khác với hạt nếp tam Tú Lệ. Hạt này nó nhỏ hơn,
Có cần quảng cáo sữa Safamil chị? Đây có phải của Mù Căng Chải không? Chắc là không. Ông dừng lên chất. Rồi. Các cô gái bán hàng rất duyên dáng. Đến với Mù Căng Chải thì ngoài mật ong, trà san, gạo nếp thì quý khách có thể tìm đến một cái sản phẩm đặc trưng và có giá trị vừa là giá trị về dược liệu, giá trị về sức khỏe rất cao, đó là quả sơn tra, chúng ta gọi dân dã là quả táo mèo. Đây là một cái sản phẩm mà có thể giảm mỡ máu, rồi là kích thích cái gọi là thay thế cho những cái sản phẩm thuốc ngủ, để kích thích các cái cơn buồn ngủ, an thần, vâng, an thần, tốt cho hệ tiêu hóa. Ngoài ra thì có một cái sản phẩm đây gọi là hạt sẻn, đây gọi là hạt sẻn, vâng, một cái sản phẩm gọi là gia vị rất là đặc trưng, thế và tất cả mọi phù hợp với lại tất cả mọi loại thức ăn. Nếu mà làm món ăn nước chấm thì có thể chế biến thành gia vị chấm, vâng, gia vị cho tất cả các loại món ăn dân dã của Mù Căng Chải.